Em mình xin kính chào toàn thể các ông các bà, cô chú anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Núi Đá Vùng Cao. Em mình xin chúc tất cả các ông các bà, cô chú anh chị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, gặt nhiều may mắn trong cuộc sống. Hiện tại thì em mình đang có mặt tại bản làm của hai cháu Mí Va, hai cháu mồ côi, không có bố mẹ nhé, các bác cô chú ạ. Ngày hôm nay thì em mình cũng mua được một bao gạo với lại một ít bánh kẹo, sứa đi tham hai cháu. Bởi vì là hai cháu thì như các bác cô chú cũng biết rồi, hai cháu có cái hoàn cảnh sống rất là khó khăn, thiếu thốn tình cảm của bố mẹ cũng như là thiếu thốn cái ăn cái mặt. Nên là hôm nay thì em mình sẽ lại vào tham hai cháu mồ côi. Bây giờ thì em mình xin mời tất cả các ông các bà, cô chú anh chị đồng hành cùng với em mình và chị và em đi vào trong nhà của hai cháu ạ. Vì là đường hơi xấu nên là cũng không dùng xe máy được. Em trai là đang vác gạo. Nặng không em? Có. Đi cẩn thận nhé. Đi. Đấy, em là hôm nay là được vác gạo rồi. Em trai em Bình là cũng đi cùng với em Bình rất là nhiều lần. Cùng em Bình cũng như là hộ em Bình lấy đồ đi cho các hoàn cảnh kém may mắn nhé. Các bác cô chú ạ. Tí nặng thì bảo anh nhá. Để anh đổi. Đấy, mỗi người vắt một lần. Đây là phần quà của anh Lê Đình Anh ở bên Mỹ các bác ạ. Lần trước em Bình cũng có nói rồi. Thì anh gửi tiền về cho em Bình thì em Bình sẽ mua đồ ăn thức uống rồi là những cái gì mà hai cháu cần thiết là em Bình sẽ mua đến cho hai cháu nhé các bác ạ. Rất là cảm ơn anh Lê Đình Anh. Mệt chưa em? Mệt. Thế chị hộ. Hai chị em là thay phiên. Tí mệt nữa thì bảo em hộ nữa. Đây cũng sắp đến rồi. Vì là đường như các bác thấy là đường rất là bé nhỏ, rất là xấu nên là đi xe rất là khó ấy. Nên là đi sang bên kia chị ơi. Để sang bên này. Đây. Em chả là đang mang một ít bánh với lại sứa. Còn chị là vắt gạo. Đấy, đến nhà rồi. Không biết là hai cháu ở nhà không. Đấy, chị để gạo ở trên cái ghế này cũng được. Đấy, để tạm ở đây. Dạ, nè bữa nhá chị à. Ấy chào hai cháu nha. Ừ. Ấy cháu nha. Ấy chào chồng nha. Chào ông. Ba ông cháu là vẫn ở nhà. Hôm nay thì em Bình mua gạo với lại mua kẹo. Em lấy kẹo đi cho để lấy kẹo cho hai cháu đi. Đấy. Cho ông một hột nữa. Ông vui quá hai các bác ạ, ông rất là vui. Đấy. Ở trong nhà hơi tối nên là sẽ ở bên ngoài ghi hình. Cháu nói là xin nhá. Đấy. Cháu xin cô nhá. Ừ. Để sau này biết nói hơn, biết giao tiếp. Cháu xin cô. Ừ, ngoan. Đấy, cháu nhìn vào rất là ngoan. Đấy, cháu uống đi. Đấy, cháu thì khó khăn lắm các bác ạ. Như các bác thấy là quần áo là rất là nhỏ, áo chắc phải mặc được 2-3 năm rồi. Đây, con bé con lấy 2 hộp. Ừ. Cháu bé uống 2 hộp nhá. Đấy, còn ông lấy 1 hộp nữa uống. Còn bánh kẹo thì chị cứ để trong túi để tí bóc ăn sau. Bóc ăn xong rồi cho uống sữa trước. Đấy, hai cháu uống sữa đi. Đấy, lát nữa thì sẽ nói chuyện với hai cháu, với ông. Đấy, còn đây là chị gái với lại em. Đấy, hôm nay vào đây thế nào em? Bình thường thôi anh. À, có mệt không? Mọi người. Xin chào mọi người rồi. Đấy, xin chào các cô chú anh chị. Cháu chào tất cả các cô chú anh chị và tất cả mọi người. Được rồi, còn chị nữa. Xin kính chào tất cả quý khán giả cũng như là quý mạnh thường quân của kênh Núi Đá Vùng Cao ạ. Hôm nay thì mình thật sự rất là vui và hạnh phúc khi được đi cùng em Bình cũng như là em Trả
thang cái hoàn cảnh của hai cháu Mí và. Thì hôm nay mình thấy rất là vui nên là cũng không biết nói gì hơn. Cuối cùng thì xin kính chúc tất cả quý khán giả Quý Mạnh Thường Quân kênh Núi Đá Vòng Cao thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công và may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn chị. Tất cả mọi người. Đấy, hôm nay là ba chị em là lần đầu tiên được đi với nhau các bác ạ. Đi với nhau để thăm những cái gia đình cũng như là hoàn cảnh khó khăn như hai cháu Mí Và là bố mất, mẹ thì cũng đi lấy chồng rồi, hiện tại là không có ai chăn lo cho ấy. Nên là ông thì cũng về đây để chăm lo. Đấy, ông ngồi đi ông, chị lấy ghế cho ông ngồi đấy, chị ngồi, ông ngồi đi. Đấy, như các bác biết là hai cháu là em mình có vào đây mấy lần rồi. Đấy, hai cháu là rất là khó khăn, rất là khó khăn nữa, nên là cũng mong là có duyên đến với tất cả Quý Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước để giúp đỡ cho hai cháu nữa. Như các bác biết là hai cháu là thiếu thốn rất là nhiều cái. Áo rất là bé rồi nhỉ chị nhỉ? Chật quá nhỉ. Chật. Trời ơi, bé bé dày ra bé nữa. Dầu gội đầu chú mua ra hết chưa? Ly. Hết rồi phải không? Ừ, hết rồi thì để chú lần sau chú vào chú mua thêm nhé. Hôm nay chú vào chú mua nhiều đồ, cũng như là chú mua nhiều chú tưởng chưa hết ấy. Nếu hết thì chú mua lại. Trời ơi, cái quần thì rõ là chật luôn. Quần bé, không có bố mẹ chị ạ. Cô vào thì cô lấy một hai cái quần của em vào cho nhá. Đấy, cháu Mí Và là lớn như cháu Tiên nhá chị nhỉ? Mấy hôm nữa lấy mấy bộ của Dư Tiến về cho. Lấy một hai ba bộ của Dư Tiến về cho. Rách hết rồi, khâu đi khâu về rồi. Không có bố mẹ là như thế đấy. Thương quá. Rất là thương mọi người ạ. Quần thì rách hết chật chật. Ông cụ thì cũng già yếu nữa rồi. Nên là cũng rất là mong là Quý Mạnh Thường Quân sẽ hữu duyên, có duyên với hai em nhá, để giúp đỡ hai em. Khổ quá. Thôi, không sao, cố lên nhá. Phải học giỏi nhá chứ ạ. Khổ khổ rồi thì phải đi học, không được nghỉ học nhá. Phải học giỏi giỏi nhá. Để biết nói hết tiếng phổ thông chưa? Biết nói hết. Cố gắng nhá. Phải học giỏi giỏi nhá chưa? Đấy, các bác thấy là căn nhà là hiện tại là cũng xuống cấp trần trọng rồi, cũng như là không được kiên cố rồi. Bên ngoài này thì cũng lập bàn những cái lá cỏ xanh thôi, nên là nhiều khi là trời nắng mưa là cũng không an toàn cho hai cháu. Hôm nay có gì ăn không cháu? Không có. Không có à? Thế gạo chú mua ra ăn hết chưa? Xác hết rồi. Xác hết à? Chú mua gạo ra rồi nhá. Cứ ăn đi nhá, ăn xong hết là chú mua vào. Có rau ăn không cháu? Có rau à? Có rau ăn là tốt rồi. Thế dầu ăn hết chưa? Dầu với muối ăn hết chưa? Sắc hết. Sắc hết à? Đấy. Cái gì cũng sắc hết rồi. Đấy. Lần trước là em mình có mua vào đây nhưng mà cũng được một thời gian rồi. Đấy, bây giờ là cũng hết rồi các bác ạ. Đấy. Trong này là rất là tối, không nhìn thấy nữa. Đấy. Hai cháu với ông thì thường ngày thì chỉ ăn mèm mén thôi các bác ạ. Không có gì ăn, ăn mèm mén với nước lá thôi. Và bây giờ thì em Bình cũng mua gạo vào đây để cho hai cháu và ông được ăn. Cháu ơi, em lấy bao gạo vào trong nhà hộ ông với. Em cứ để bên này cho anh. Để bên này nhá Ly nhá. Để bàn này đi, em để bàn này trước đi. Để bàn đấy được. Còn hai gói kẹo nữa. Như các bác thấy là trong này rất là nhiều quả bí. Bí này lấy về để mà làm giống ấy, cũng như là được ăn ấy, các bác ạ. Còn bên nhà này là cũng như thế này rồi. Đấy. Lập bàn cái tấm bạt che rất là đơn giản như thế này thôi. Em lấy để vào đây, lấy kẹo để vào đây hết cho hai cháu. Bây giờ mới rửa mặt à cháu. Nóng quá nhỉ. Đấy.
Ông đang tâm sự với chị Mỹ. Tâm sự với chị Mỹ. Cuộc sống của hai cháu là rất là khổ. Ông thì cũng thương hai cháu, nhưng ông cũng già rồi. Tuổi già sức yếu, không giúp đỡ được gì. Là như thế này hết rồi, không chắc chắn rồi. Như là trên nóc nhà thì ngày trước Bình cũng có nói qua rồi. Đấy, trên này là cũng bị thủng hết như thế này, nên là cái lúc mà mưa thì cũng vào nhà hết. Đấy các bác ạ. Đấy, trên này là thủng hết rồi. Đấy, không an toàn rồi. Không chắc chắn rồi các bác ạ. Đấy. Cháu Mỹ vào phải nhớ tắm rửa sạch sẽ nhá. Rửa sạch sẽ lớn rồi, phải rửa sạch sẽ rồi là tắm rửa nữa. Cháu ở nhà nhớ rửa, tắm rửa sạch sẽ nhá. Thì chúng mày thương nhá, biết chưa? Đấy, cháu Ly là cháu gái cũng lớn rồi các bác ạ. Cũng lớn rồi, nhưng mà như các bác thấy là quần áo của hai cháu là cũng rất là cũ kỹ rồi. Mặt quần áo từ lúc nhỏ nhỏ thôi, bây giờ lớn rồi còn không đủ mặt nữa. Dép thì em mình cũng mua vào đây rồi, hai cháu cũng có dép đi. Tuy nhiên thì quần áo vẫn chưa có nhé. Thì em mình sẽ đi mua quần áo cho hai cháu. Đấy, rất là thương hai cháu luôn các bác ạ. Ông uống sữa đi ông. Ốc thế lúc sữa hào à? Mấy anh chị em à, họ thế tập. Giờ ngày hôm nay là cũng lấy gạo vào đây rồi. Đấy, thì bây giờ thì em mình sẽ gọi ông đi vào trong nhà để mà cho bao gạo cho ông với hai cháu. Nên là che nhỉ? Trong nhà là hơi tối, cái mắt cô chú ạ. Dạ, là sao thế nhỉ? Nên là sao thế nhỉ? Đấy, thì ngày hôm nay là em Bình mua bao gạo là phần quà của anh Lê Đình Anh. Thì bao gạo là 260.000, với lại mua hai gói bánh quy và một dây sứa là 40.000 nữa. Ngày hôm nay tổng số tiền hết 300.000 các bác cô chú ạ. Thì lần trước là em Bình cũng có nói qua anh Lê Đình Anh là gửi 200 đô để ủng hộ cho hai cháu. Thì bây giờ thì em Bình mua những cái số tiền em Bình mua hết bao nhiêu thì em Bình đã để trên đầu video rồi. Đấy, các bác có thể là theo dõi bên đó. Bây giờ là sẽ nói với ông để ông có một lời cảm ơn gửi đến anh Lê Đình Anh ở bên Mỹ nhé. Nó thì u mì tu gà tàu ít sinh chú thiết tha thôi mà giờ tôi tin lâu nhớ trao tỷ u mà nè mốt lò mà ở lò ô nấy lò chào. Ở bao ở chào thế mà. Ở bao ở chào. Nhờ mì tu lại. Ở nhà mì tu là. Mà hài lâu. Hài. Thật xe ở mì tu. Chào thật xe mà bú à. Mày thua bú à. Tôi giàu thế à. Tôi tu xanh u. Đấy, ông thì cũng gửi lời cảm ơn đến anh Lê Đình Anh rồi. Cháu có lời nào gửi lời cảm ơn đến chú Lê Đình Anh không? Không biết nói à? Để chú chỉ cho nhé. Cháu nói là cháu xin cảm ơn. Cháu xin cảm ơn. Chú Lê Đình Anh. Chú Lê Đình Anh. Đã. Đã. Thương và. Thương và. Mua quà cho gia đình cháu. Mua quà cho gia đình cháu. Cháu xin chúc. Cháu xin chúc. Chú và gia đình. Chú và gia đình. Luôn luôn mạnh khỏe. Luôn luôn mạnh khỏe. Thành công. Thành công. Đấy, được rồi. Đấy, chú vào đây chú sẽ chỉ cho hai con cách giao tiếp. Dần dần là hai con sẽ biết nói tiếng phổ thông nhé. Còn cháu Mỹ bà nữa. Đấy, cháu nhìn vào đây nhá. Xong là cháu nói. Cháu cảm ơn. Cháu cảm ơn. Chú Lê Đình Anh. Chú Lê Đình Anh. Đã mua gạo. Đã mua gạo. Mua quà. Mua quà. Cho gia đình cháu. Cho gia đình cháu. Cháu xin cảm ơn. Cháu xin cảm ơn.
Chú rất nhiều ạ. Chú rất nhiều ạ. Đấy, được đấy, nói rất là lưu loát rồi các bác ạ. Nhưng mà vì là hai cháu chưa biết cách nói, chưa biết cách dùng từ nên là hai cháu còn chưa nói được đấy. Mong là em mình sẽ vào đây nhiều hơn nữa đấy. Cũng là nhờ tất cả các bác cô chú, anh chị, mạnh thường quân trong nước và ngoài nước đấy, giúp đỡ thì em mình mới có duyên để em mình giúp sức nữa, để là mang những phần quà của các cô, các chú đến cho hai cháu là em mình rất là vui rồi đấy. Bao gạo là cháu để đây nhá ông nhá. Bao gạo để đây nhá. Thôi mất chuẩn đi hả? Than đi hả? Đấy. Ní vào ơi. Chú bảo này. Đấy, kẹo này một tí bóc kẹo ăn nhá. Xong là gạo là tôi nấu cho ông ăn nhá. Ừ. Thì cháu biết nấu cơm chưa? Biết nấu cơm rồi à? Ly biết nấu cho Ly? Ừ biết rồi. Đấy, lớn. Vì là hai cháu là cũng có bố mẹ từ nhỏ ấy. Cháu Mỹ Vả là từ nhỏ là mẹ đã bỏ đi, bố mất từ nhỏ nhỏ nên là tự lập rất sớm. Đấy thì hai cháu ngoan nhá. Lấy gạo để nấu cho mọi người ăn, cũng như là dạ. Ồ, có chú nên đâu hả? Ừ. Đấy, nói hai cháu rồi nói ông nữa để ba ông cháu là nương tựa sống. Ừ. Đấy, chị ạ. Ừ. Mua cho nên này, mua cho thì mình em mà cho nên hả? Ừ. Anh như các bác thấy là cháu Mỹ Bà là tóc rất là dài rồi. Khả năng là chắc em mình phải đưa vào trong thị trấn để cắt tóc đấy các bác ạ. Đấy, cũng như là đi vào đấy để sắm một hai bộ quần áo cho cháu mang về cho chị nữa. Còn là đèo cả chị đi thì chị của cháu Mỹ Bà đi ấy, là cháu Ly đấy thì không đi được vì là đường xấu quá. Đấy thì sẽ đưa cháu đi cùng. Mà giờ cho tụi mình nhờ nên một giấy trẻ khách nhà nữa hả? À? Ủa cho giấy trẻ khách nhà nữa. Ừ, mà xây này đi là mà nói giấy cho. Ủa cho này một giấy trẻ khách nhà chị à? Ừ, ý mình chào thế mà sao này tôi. Ừ, mà nhìn này tụi tụi nhà giấy xe. Đang xin phép ông để xem là ông cho đi không? Để mua quần áo hay các bác ạ? Lâu chờ giờ thì... Lâu thì đắt bà chờ giờ thì ôi chị tầm một chị tầm thương chờ giờ thì tôi vừa. Ừ, ông nói là ông cũng già rồi, không đi chợ được nữa thì cũng không có tiền mua quần áo cho cháu ấy. Ông nói là cháu là đi học cũng chỉ mặc một cái áo quanh nam thôi các bác ạ, nên là rất là thương. Đấy, thì chắc em mình sẽ đưa cháu đi cùng để mua quần áo cho cháu nữa. Ấy nhìn lên mũ cho này một ít cháu mà cho tua hả? Tâm à. Ừ. Ông bảo là được, đấy, đưa đi cũng được. Còn cháu Ly là ở nhà nhá. Xong là chú đi thì chú nhìn xem là thế nào để chú mua quần áo cho cháu. Ừ, đi là ấy. Vì là em Bình là cũng hay mua quần áo cho các cháu mồ côi nên là em Bình nhìn là em Bình sẽ ước lượng rồi là em Bình mua bộ quần áo nào mà để mà vừa vừa với lại cháu Ly. Còn cháu Mí Vả là phải đưa đi cắt tóc rồi. Đấy, con trai tóc dài thế này là nóng lắm đấy. Đấy. Rất là nóng, mình phải cắt ngắn đi cho đất nóng nhé. Đấy, bây giờ là cháu gạo hết rồi. Đấy, thế là chị em mình chuẩn bị đi về nhé. Em đi về. Đấy, chị cũng nói với ông bản tiếng Mông ấy là đưa Mí Vả ơi, từ vào đây chú bảo đấy, vào đây. Đấy, cháu vào đây chào ông đó. Bây giờ chưa gặp chú thì chú không biết, nhưng mà gặp chú là chú phải chỉ cho con lịch sự một tí nhá. Con bảo là cháu chào ông. Cháu đi với chú Bình. Cháu đi với chú Bình. À, tí nữa cháu về. Cháu về. Đấy, được rồi. Đấy, phải nói như thế là chào xin phép là mới được. Đấy, còn được thò và mới được. Ừ, nó là nghe cho mình thấy nó là kiểu lầu xe yếu, lầu xe yếu. Đấy. Thì chị khó ông mở, không nào mà. Chào ông nhé, chào ông nhé. Đi xong là có gì thì chiều đưa ra. Đưa đi cắt tóc nào. Ở nhà nhá, xong là chú đưa em trai của cháu đi cắt tóc xong là chiều chú đưa ra nhá. Ừ. Đấy, còn bây giờ thì em mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các ông các bà, cô chú anh chị trong nước và ngoài nước đã quan tâm và theo dõi thuyết phim của em Bình. Em Bình xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các ông các bà, cô chú anh chị trong những thuyết phim video tiếp theo trên kênh Người Đá Vùng Cao. Xin chào nào. Xin chào tất cả mọi người.